Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, vào hôm 6 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Qua đó đánh dấu sự kết thúc mang tính biểu tượng với dịch bệnh đã dẫn tới tình trạng phong tỏa nhiều nơi, gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới và khiến gần 7 triệu người tử vong trên toàn cầu. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trong hơn một năm nay, đại dịch đang có xu hướng giảm, khả năng miễn dịch của người dân tăng lên nhờ tiêm chủng, tình trạng lây nhiễm và tỷ lệ tử vong giảm và áp lực đối với các hệ thống y tế cũng giảm bớt. Xu hướng này đã cho phép hầu hết các quốc gia trở lại cuộc sống như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trong năm qua, Ủy ban Khẩn cấp và WHO đã phân tích dữ liệu một cách cẩn thận và cân nhắc thời điểm thích hợp để hạ thấp mức cảnh báo. Ủy ban khẩn cấp đã họp lần thứ 15 và đề nghị tôi tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Tôi đã chấp nhận lời khuyên đó. Do đó, với một hy vọng lớn lao, tôi tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là COVID-19 không còn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu. Quan chức WHO ước tính trên phạm vi toàn cầu, số người tử vong do COVID-19 có thể lên tới ít nhất 20 triệu người, cao gần gấp 3 lần số liệu thống kê chính thức khoảng 6,9 triệu người tử vong. Đến ngày 3 tháng 5, số liệu chính thức cho thấy có hơn 765 triệu người mắc căn bệnh này.